Xin chào quý thầy cô. Hôm nay Quyên xin chia sẻ với quý thầy cô cách tạo form lấy thông tin học sinh đầu năm. Đầu tiên, chúng ta nhấn vào trình duyệt Chrome. Sau đó, nhấn vào dấu 9 chấm này, các ứng dụng của Google. Chọn đến biểu mẫu. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn vào hình dấu cộng này để bắt đầu biểu mẫu mới. Đặt tên cho biểu mẫu. Thầy cô có thể ghi thông tin mô tả tại đây. Ở đây chúng ta sẽ nhập các câu hỏi. Ví dụ, chọn dạng trả lời ngắn. Nháy bắt buộc. Nhấn vào hình dấu cộng này để thêm câu hỏi. Và chọn dạng trả lời là ngày. Nhấn bắt buộc. Thêm câu hỏi. Và chọn dạng trả lời ngắn. Sau đó chúng ta cùng nhấn bắt buộc. Những câu hỏi nào chúng ta bắt buộc học sinh trả lời thì chúng ta nháy vào bắt buộc. Sau đó, quý thầy cô nháy vào thêm phần. Như vậy, nội dung phần 1 là thông tin cá nhân học sinh. Phần thứ 2 chúng ta cần thu thập đó là thông tin về phụ huynh học sinh. Phần mô tả này không bắt buộc, nhưng nếu quý thầy cô có ghi chú gì thì chúng ta có thể ghi vào đây. Tiếp tục chúng ta sẽ nháy vào hình dấu cộng để thêm câu hỏi. Chọn câu trả lời ngắn, nháy bắt buộc. Thêm câu hỏi. Cũng chọn trả lời ngắn. Nháy bắt buộc. Thêm câu hỏi. Nháy bắt buộc. Tiếp tục tương tự làm cho thông tin của mẹ. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần thứ hai là thông tin phụ huynh học sinh. Nháy vào thêm phần. Phần này là phần khảo sát thêm. Phần mô tả cũng không bắt buộc. Sau đó chúng ta cũng nháy thêm câu hỏi. Ở đây chúng ta có thể chọn trả lời ngắn hoặc là hợp kiểm. Giả sử như rồi nháy bắt buộc. Tiếp theo thêm câu hỏi.
Sau đó chúng ta chọn hợp kiểm. Giả sử máy tính bàn. Nháy bắt buộc. Chọn thêm câu hỏi. Và sau đó có thể chọn đoạn. Nháy bắt buộc. Thêm câu hỏi. Tương tự như thế, quý thầy cô có thể lựa chọn một số cái câu hỏi phù hợp đặt ra cho học sinh của mình và chọn cái phương án trả lời cho phù hợp. Chọn trả lời ngắn. Bắt buộc. Chọn trắc nghiệm và chọn là giỏi. Sau khi hoàn thành các câu hỏi trong form, quý thầy cô có thể nhập thêm. Sau khi đã hoàn thành form như thế này, quý thầy cô có thể gửi được cho học sinh rồi đó. Nhưng quý thầy cô nào muốn trang trí cho form đẹp mắt hơn thì quý thầy cô nhấn vào đây, tùy chỉnh giao diện. Ở đây chúng ta có thể chọn hình ảnh. Có rất là nhiều hình ảnh để chúng ta lựa chọn. Giả sử chúng ta chọn hình này chẳng hạn. Nhấy vào chèn. Ngoài ra quý thầy cô cũng có thể tải hình từ trong máy tính của mình lên. Đây là màu nền. Chọn màu nền tùy thích. Tiếp theo, trước khi gửi cho học sinh, quý thầy cô sẽ xem trước. Sau khi quý thầy cô đã kiểm tra form hoàn chỉnh hết rồi, thì quý thầy cô sẽ nháy vào gửi. Nháy vào liên kết. Chọn rút ngắn URL. Sau đó nhấn chọn sao chép. Và gửi đến Facebook, Zalo, Messenger v.v. cho học sinh. Sau khi học sinh trả lời thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện câu trả lời ở đây. Số lượng là một học sinh trả lời chẳng hạn. Quý thầy cô có thể xem trực tiếp ở đây. Hoặc quý thầy cô có thể nháy vào tạo bảng tính. Tạo bảng tính mới với thông tin cá nhân học sinh. Rồi sau đó quý thầy cô sẽ nháy tạo. Thì lập tức chúng ta đã có một cái file Excel về thông tin cá nhân học sinh với các câu trả lời rất là đầy đủ chi tiết. Thời gian nè. Ngày 26 tháng 8 năm 2021 này, lúc 8 giờ 34 phút này có bạn là Lê Vy trả lời nè. Tất cả các thông tin đều liệt kê hết trong bảng Excel này. Rất là tiện lợi cho quý thầy cô, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm quản lý học sinh hoặc là lấy thông tin học sinh rất là chi tiết. Như vậy chúng ta vừa mới hoàn thành xong một form lấy thông tin cá nhân học sinh vào đầu năm. Hy vọng rằng với ứng dụng Google Form, quý thầy cô sẽ linh động sáng tạo và tạo ra rất nhiều form để ứng dụng trong công việc dạy học của mình. Nếu thấy video hữu ích, quý thầy cô hãy nhấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè đồng nghiệp cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý thầy cô trong những video tiếp theo.